Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza đang ngày càng trầm trọng khi người Palestine ở Gaza đang phải chịu cảnh như ngày tận thế sau các đợt tấn công liên tiếp của Israel vào vùng đất này, khiến cho số thương vong không ngừng tăng lên. Tổng cộng đã có hơn 9.000 người Palestine thiệt mạng kể từ khi nổ ra xung đột. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở y tế tại khu vực này đang rơi vào tình trạng quá tải, thậm chí phải đóng cửa vì thiếu nhiên liệu. Theo đài CNN, người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine, ông Philippe Lazzarini cho biết, quy mô thảm kịch ở dải Gaza là chưa từng có. Ông Lazzarini đưa ra nhận định trên sau khi quay về từ dải Gaza. Ông gọi đó là một trong những ngày buồn nhất trong công việc nhân đạo của tôi. Ông Lazzarini nói về chuyến đi của mình. Tôi đã gặp những người Palestine đang trú ẩn tại một trong những trường học của cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine ở Rafah phía nam dải Gaza. Họ chỉ cho tôi những nơi trong trường bị hư hại do các cuộc ném bom. Một người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương do các cuộc ném bom đó. Nơi đó đã quá đông đúc, mức độ đau khổ và điều kiện sống mất vệ sinh là không thể hiểu nổi. Theo ông Lazzarini, người dân tại khu vực ông đến thăm chỉ xin nước và thức ăn. Ông nói, thay vì đến trường học tập, trẻ em lại xin một ngụm nước và một miếng bánh mì. Thật đau lòng. Trên hết, mọi người muốn các bên ngừng bắn, họ muốn thảm kịch này chấm dứt. Ông Lazzarini cho biết, những nhu yếu phẩm cơ bản của cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine đang cạn kiệt nhanh chóng. Ông nhấn mạnh cơ quan này sẽ tiếp tục sát cánh cùng người tị nạn Palestine và phần còn lại của cộng đồng người Palestine và kêu gọi các bên ngừng bắn nhân đạo. Bà Juliette Tuma, người phát ngôn của cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine cho biết, cơ quan này đã hạn chế sử dụng nhiên liệu của mình ở dải Gaza vì sắp hết nguồn dự trữ. Bà cũng cho hay hơn 670.000 người đang ở tại các nơi trú ẩn, trường học, cơ sở y tế của cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine và những nơi trú ẩn khác trên khắp dải Gaza. Một đoạn video ngắn được kênh Al Jazeera tiếng Ả Rập đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy khoảnh khắc một cô bé người Palestine được cứu khỏi đống đổ nát của tòa nhà sau trận không kích của Israel. Không rõ đây là khu vực nào trong Gaza, nó đã bị Israel tấn công vào hôm 2 tháng 11. Trong video, người ta tình cờ nghe thấy một cô bé hỏi người cứu hộ, "Chú ơi, chú đưa cháu đến nghĩa trang phải không?" Một trong những người cứu hộ đã trả lời, "Không, cháu là một trong những người sống sót." Một người Palestine đang đào bới đống đổ nát sau một cuộc không kích vào trại tị nạn Borezi đã thốt lên như vậy. Trong trại tị nạn Borezi tại Gaza, mọi người đứng trên đống đổ nát, dùng đôi tay chân để đào bới các mảnh vụn, cố gắng đưa người thân của họ ra ngoài. Họ làm điều này ngay cả khi rất có thể không còn ai sống sót dưới những tòa nhà bị sập do bom đạn. Một phóng viên của kênh Al Jazeera cho biết, 10 quả tên lửa của Israel đã nhắm thẳng trại tị nạn Borezi vào hôm 2 tháng 11. Cuộc tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, theo cơ quan phòng vệ dân sự Gaza. Con số này được thống kê dựa trên số lượng người tìm thấy trong đống đổ nát. Con số thực tế có thể sẽ cao hơn. Người dân địa phương mô tả cuộc không kích khiến mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm. Họ không thể thấy mà đánh giá được thiệt hại một cách trực quan. Một người đàn ông nói, nếu bạn ở đây, bạn không thể sống được. Nếu ở cách xa 200-300 mét, bạn cũng không thể sống được. Những tên lửa này bắn vào dân thường. Chúng tôi nghe thấy cụm từ này rất nhiều trên phương tiện truyền thông, quốc tế cấm. Nhưng không quốc gia nào trên thế giới nhìn vào người dân Palestine. Phóng viên của Al Jazeera đã xem qua những bức ảnh và cuốn sổ ghi chép nằm vương vãi quanh đống đổ nát. Có những gia đình ở đây, họ giờ phải sống dưới đống đổ nát. Tại bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất tại Gaza, CNN mô tả là một người phụ nữ choáng váng và kiệt sức với một bên chân bị thương. Một thanh niên khác nằm trên nền gạch vấy máu với cổ và chân cuốn đầy băng. Phần còn lại của phòng cấp cứu chật kín đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Một số đang khóc, một số run rẩy và một số thì đang ngủ trên những chiếc giường tạm bợ trên sàn nhà. Raza Musleh, một phụ nữ 50 tuổi là đại diện cho tổ chức từ thiện MeGlobal có mặt tại Al-Shifa nói, tình hình ở các bệnh viện thật khốn khổ, không có thiết bị, mọi người phải xếp chồng lên nhau. Bà Musleh đã mất nhà sau vụ không kích của Israel và nói rằng nhiên liệu cung cấp cho bệnh viện này sẽ sớm cạn kiệt. Đây là nơi trú ẩn cho các bệnh nhân và không ít trong số đó sẽ phải di rời. Nằm ở Gaza City, thành phố lớn nhất tại Gaza, bệnh viện Al-Shifa cũng đang trở thành mục tiêu của Israel, khi Israel tuần trước tuyên bố rằng cơ sở này là nơi đặt trung tâm chỉ huy và kiểm soát lớn của Hamas. Bà Musleh nói, mùi máu ở khắp mọi nơi. Một số bệnh viện còn lại ở Gaza cũng đang gặp khó khăn. Một số bệnh viện khác đã phải đóng cửa hoàn toàn. Quân đội Israel tuyên bố lực lượng của họ đã bao vây phần phía bắc của dải Gaza và họ đã bao vây Gaza City. Đây được coi là cuộc tấn công lớn trên bộ mà quân đội Israel rất kỳ vọng. Họ mô tả là sẽ hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Hamas.
Quân đội cho biết giao tranh trong 24 giờ qua đã khiến 130 tay súng bên trong giải Gaza thiệt mạng. Binh sĩ của chúng tôi đang bao vây hoàn toàn Gaza City, đầu não hoạt động của Hamas. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari tuyên bố vào hôm 2 tháng 11. Gaza City là thành phố lớn nhất nằm ở phía bắc Gaza, hiện đang trở thành mục tiêu số 1 của quân đội Israel. Phía Israel công bố họ đã mất 18 binh sĩ và hàng chục người khác bị thương kể từ ngày 27 tháng 10. Tuy nhiên, phía Hamas nói rằng con số chính xác chắc chắn cao hơn. Obadiah, người phát ngôn của Hamas, nói, binh lính Israel sẽ trở về trong những chiếc túi đựng thi thể màu đen. Gaza sẽ là lời nguyền lịch sử đối với Israel. Trong một diễn biến liên quan, mới đây người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Nhà Trắng đang thăm dò ý tưởng tạm dừng cuộc xung đột Israel-Hamas để hỗ trợ dân thường ở Gaza, và sự tạm dừng đó sẽ không ngăn cản Israel tự vệ. Việc thăm dò ý tưởng của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Israel tuyên bố chỉ nhắm mục tiêu tấn công vào Hamas, không phải dân thường, và cáo buộc nhóm này sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Trước đó, các chuyên gia Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza, cho rằng thời gian không còn nhiều cho người dân Palestine. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua tuyên bố, trong chuyến thăm tới Israel và Trung Đông, ông sẽ thảo luận các bước cụ thể nhằm giảm thiểu tác hại đối với dân thường ở Gaza. Ngoại trưởng Blinken cho biết, Mỹ sẽ quyết tâm ngăn chặn leo thang trên mọi mặt trận, bao gồm miền Nam Liban, bờ Tây hoặc các nơi khác trong khu vực. Bình luận được đưa ra khi nhóm vũ trang Hezbollah của Liban hôm qua tiến hành các cuộc tấn công đồng thời vào 19 vị trí khác nhau ở miền Bắc Israel dọc biên giới với Liban. Phóng viên CNN Nick Robertson ở Sderot, Israel, chứng kiến tên lửa trút xuống Gaza trong hơn 30 phút, lóe sáng bầu trời đêm. Cuộc pháo kích có vẻ dữ dội hơn những tuần trước đó. Trọng tâm của đợt tấn công được cho là Beit Hanun, phía bắc dải Gaza, cách Sderot khoảng 2,5 dặm, Robertson nói. Dường như cũng có một màn khói bao phủ mặt đất cho thấy có thể có sự di chuyển giữa quân đội trong khu vực. Robertson cho biết hai quả rocket đã được bắn từ dải Gaza trong thời gian này. Một phóng viên khác có tên là Ben Wedderman, người đã đưa tin nhiều năm về dải Gaza, mô tả Beit Hanun là nơi thường xuyên hứng chịu các động thái quân sự đầu tiên của lực lượng phòng vệ Israel trong các cuộc tấn công trước đó. Beit Hanun không đông dân như thành phố Gaza gần đó. Mark Regev, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nói với Wolf Reiser của CNN rằng quân đội Israel đang duy trì áp lực lên Hamas. Regev nói, chúng tôi đang tấn công cỗ máy quân sự của họ. Mục tiêu của chúng tôi là phá hủy bộ máy quân sự của Hamas và loại bỏ quyền kiểm soát chính trị của nhóm này đối với dải Gaza. Regev cho biết ông không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết vì hoạt động này đang diễn ra. Hỏa lực ngày càng gia tăng sau khi quân đội Israel tuyên bố đã bao vây thành phố Gaza. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Năm, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel thông báo quân đội Israel đang bao vây thành phố Gaza và tăng cường các hoạt động tại đó. Tướng Hezi Halevi cho biết, binh lính của chúng tôi đã hoạt động ở thành phố Gaza trong vài ngày qua, bao vây nó từ nhiều hướng, tăng cường hoạt động. Lực lượng của chúng tôi đang có mặt ở những khu vực rất quan trọng của thành phố Gaza. Thưa quý vị, trong một diễn biến đáng khích lệ, mang lại tia sáng hiếm hoi cho cuộc xung đột, lãnh đạo chính trị của Hamas Ismail Haniyeh đã đề xuất ngừng bắn ngay lập tức, bao gồm việc trao đổi tù nhân và mở ra con đường chính trị để thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Tuy nhiên, phía Israel vẫn chưa phản hồi về đề xuất này. Những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.